experience something that non-Singaporeans have this opportunity. I'm calling making noodle. Boy and girl, are you excited? Very special soft stick, you guys can see, right? It's very smooth, like you can see, very smooth. Onto this, you need to dip in hot water first. The reason is easy for her to take the flour out because it's very sticky after this. No oil, that's how organic it is. We eat fresh from the rice flour, we smash it, we mix with water, and we steam straight away. That's why noodle in Vietnam is so unique because it's fresh. And they do this every day. So it like the shop owner like her, when she do it, she sell. She just do this every second and then she sell it to the market. Đứng lên mấy đứa nhỏ, đi ăn. Thì hồi nãy ăn bánh chập sướng luôn mà. Ăn không dám ăn nhiều, cái ăn nhiều sao ăn mì Quảng. Cái đang ăn cái tụi nó móc họng đó, tụi nó kêu chị Nhi đi qua bên kia còn ăn mì Quảng thôi. Ủa rứa hả, rứa thôi dừng ăn. Chị Nhi Lê kính 240 đô chợ đúng không? 240 đô ông nội.
Okay. Nấu lá 45 ngàn. Dây cục tác 2 ngàn. Dây cục tác 2 ngàn nè. Dây cục tác 2 ngàn. Thử mở thôi, cho vỏ xem. Đó, dây cục tác 2 ngàn. Cây cái đào mấy mấy trăm đô. Ok. Rồi chi nữa? À, 45 đô. Ôi trời ơi. Cái quần 120 đô. Ôi trời ơi. Dép lùn 180 đô. Ôi trời ơi. Không, ông thích đi đi rụng nhẹ rồi. Đi rụng rứa thôi. Con mình chịu học mấy cái mới với lại không có gia trưởng với lại ủng hộ con trẻ đâu dễ đâu, đúng không? Chắc là phải có một cái gì đó biến cố rất lớn cuộc đời anh mới tác động, anh mới cho đó chứ. Có vừa thấy gì lê cũng thấy tiền tin tưởng là cho con mình học thêm đi.